trung hướng tới các trận cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam chào đón nhóm cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội lên tuyển ở đợt tập trung lần này. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam có nhiều biến động do chấn thương và những ca nhiễm Covid-19. Chiều ngày 17 tháng 3, đội tuyển Việt Nam có 23 cầu thủ và 3 thủ môn. Thủ thành Nguyễn Văn Hoàng đang phải cách ly tại khách sạn vì mắc Covid-19. Quang Hải vẫn là nhân vật được chú ý nhất trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Tối ngày 16 tháng 3, trong trận đấu có thể là cuối cùng cho câu lạc bộ Hà Nội FC, Quang Hải ghi bàn rất đẹp giúp đại diện thủ đô vượt qua Thành Hóa. Sự trở lại của Quang Hải và nhóm Hà Nội FC giúp ông Park gần hoàn thiện lực lượng. 2 ngày trước đó thì nhiều cầu thủ đùa rằng đội tuyển còn chẳng đủ người để chia đội đá tập. Do trợ lý Lee Jong Jin vắng mặt vì mắc Covid-19, ông Park phải tham gia nhiều hơn vào các bài tập của đội tuyển Việt Nam. Khi có trợ lý Lee, ông Park chỉ chịu trách nhiệm tổng quản, giám sát chung nhiều hơn. Quang Hải vui vẻ tập luyện cùng đồng đội ở đội tuyển Việt Nam dù hội quân muộn, anh không có biểu hiện mệt mỏi dù vừa thi đấu tối ngày hôm qua. Sau đợt tập trung lần này, Quang Hải có thêm một trận đá cho câu lạc bộ Hà Nội FC ở V-League vào ngày 4 tháng 4 trước khi mà hết hợp đồng vào ngày 12 tháng 4. Tiền vệ này có nhiều khả năng sẽ chuyển sang chơi cho một đội bóng ở nước ngoài. Trong khi Tiến Linh, Hoàng Đức đã trở lại tập theo giáo án thường thì Quế Ngọc Hải phải ra tập riêng. Chấn thương của anh không nghiêm trọng. Trung vệ người Nghệ An sẽ sớm trở lại trong vài ngày tới. Đội tuyển Việt Nam hiện có 3 thủ môn khi mà Tấn Trường và Văn Hoàng đều mắc Covid-19. Ông Park có nhiều khả năng sẽ bổ sung cho vị trí này trước trận gặp Oman. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Oman vào ngày 24 tháng 3 trước khi lên đường đi Nhật Bản, rồi gặp chủ nhà vào ngày 29 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam hiện có 3 điểm sau 8 trận ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.